này tải à, bút hùa hả? Hả, bút hùa à, bút hùa nào không? Ôi, con bị sao này? Ôi, bút hùa là hả? Ôi bút hùa hả? Ôi, thương lắm anh à. Mà cá bút hùa hả? Nãy thấy xong nghe chị ơi, của em luôn. Chị ơi tỉnh lại đi chị ơi. Chị con gái đây này chị ơi. Ôi, mất tỉnh như này.
tỉnh lâu lắm rồi ấy chị nhỉ? Ừ. Nó bị làm sao em? Để em bí, em đang xem không biết là có để tụt huyết áp hay không hay là gì cảm không biết nữa chị ạ. Em lấy đồ đây để em kiểm tra xem đã. Cũng thân của một mình như này. Không con, không, không. Thế nào ấy? Chị đợi em tí. Chị ơi, chị chạy về nhà cho em lấy cái thuốc hồi sức ấy ở trên tủ ấy. Chị lấy hộ em với nhá. Lấy hộ em với nhanh nhá chị nhá. Con yêu em nhé. Con ngồi xuống đây để bác xuống đây để đo cho mẹ đó. Đây con ngồi đây nhá. Đây. Con cái này con không nghịch được đâu. Con nằm im nhé. Để đợi bác nhé. Đây.
nói không? Hát nước hả chị? Hát nước à? Chị nuốt đi chị. Cố nuốt vào một tí. Còn uống không chị? Còn khát không? Chị mở mắt ra xem nào. Cố mở mắt xem nào. Xem mình hơi nữa. Đi chị. Chị mở mắt xem nào. Cố mà mở mắt được không? Mở mắt xem nào chị ơi. Thấy em không? Thấy em không? Nhìn thấy em không? Có nhìn thấy em không? Đây đây đây, em đây. Thấy không? Chị làm sao? Em thấy chị về chị ngất ở đây này, có chị tìm đi tìm bảo là chị ngất đấy. Con của chị ạ. Con của chị ở đây này, không sao đâu chị ạ. À. Nó còn đang nghỉ ở đây ấy. Mẹ tỉnh ấy, cún ạ. À. Chị mở mắt ra đi. Cố mở mắt ra đi. Chị đau hai chỗ thái dương này không? Chị đang đau đầu. Đau đầu á, để em nói. Cún nằm chơi ở đấy hết chị ạ. À? À chị dậy à? Chị dậy được không? Còn mệt lắm không chị? Khó thở không? Đau đầu. Đau đầu không? Thấy đau đầu. Đấy, chị em lắng xoa rồi đấy. Hôm qua chị có ăn được cái gì không? Con đầu bì nữa, con nhỏ nữa. Đây mẹ yêu, mẹ yêu, mẹ yêu. Thế chị cứ ngồi ngồi giữ nhá. Chị giữ ở sau này là không. Chị không mở mắt ra cơ không á. Không mở mắt này lại lịm đi ấy. Nói chỗ nào thì bảo em nhé. Bụng có biết làm sao không? Hả? Đau chỗ nào đây đúng không? Đây đây mẹ yêu, mẹ yêu. Không đau đâu đúng không? Bị làm sao chị bảo em nhé. Em nhà ở trên này thôi, nếu như là bị làm sao chị cứ lên bảo em thấy đâu. Tháng thứ mấy rồi chị? Thân còn cuốn mà vẫn hoa mắt à? Biết em có cái gì đem cái gì rồi. Con của em khóc. Vâng vâng. Em đem hộp sữa cho con nhưng mà con sẽ uống chứ em sẽ khó tim. Chị uống cái này đi. Mẹ mẹ yêu, mẹ yêu. Uống đi chị, uống đi. Cô uống vào, cô nuốt vào. Cô mới khỏe được ấy. Nên tí tỉnh đỡ mệt thì phải tìm đồ ăn đấy chị ạ. Cô uống vào, cô uống vào chị ạ. Ôi, nó khóc con nó khóc. Đây đây đây, chị em nhá. Chị em nhá. Chị em. Nhỏ phải đi theo mẹ. Mẹ yêu mà. Úi trời. Nóng, em nóng lắm à. Đói không? Đói á. Nó nghỉ ở đây một mình ấy. Mẹ có ai ăn một gì. Thân. Uống đi con uống đi. Uống đi uống đi uống đi. Rồi con cũng ăn đi nhé. Uống em nhé. Nó cũng đói lắm rồi. Lâu chưa em? Em thấy có một chị ấy đi tìm em bảo là có người ngất ở đây nhưng mà chị đấy em bảo đi lấy đồ cho nhưng mà chưa thấy về đâu. Chị thấy hoa mắt chóng mặt là... Bây giờ đỡ chưa? Sao? Chắc là do chị tụt huyết áp ấy. Có bóng điện không có ấy nữa, tối ở chẳng ấy lắm mà. Ở thế nào? Không có cái gì hết cái này. Ở thôi em ạ. Ủa thân thật ấy. Cái này cún thôi mà ở được. Chửi đi không mà được cái gì à. Ủa đây đây à, yêu mẹ yêu em á. Áo thì cúng mà thôi. Lắm. Con phải thương mẹ nhé. Nhé, con không nghịch như thế này. Không nghịch của bác nào. Con không nghịch. Ngoan nào, con ngoan chứ. Phải ngoan chứ. Ừ. Còn tối nào mẹ mệt đấy. Mẹ con mệt đấy. Mẹ
nát đập phá nhà không biết kiểu gì. Đáng lên liền. Cô hai mẹ con cố gắng nhé chị nhé. Khổ lắm em ạ. Khổ thân. Thôi cố gắng chị ạ, sắp bé rồi. Còn có con nữa, cứ phải cố gắng đi. Con bé không biết phải làm thế nào. Chứ nhìn vào con mà sống rồi chị ạ. Cháu ấy không biết học. Không có tiền nào cho con. Vâng, em đi về đây. Bái cún nhé.